Con nai hoang dã này siêu thân thiện, bạn có thể tin được không? Nó dường như không sợ con người mà xem người ở trong thị trấn này như những người bạn. Khi thấy anh chàng này vừa ra khỏi nhà, nó đã đi theo cho đến khi anh ta vuốt ve nó. Nó ăn khoai tây rời vãi trong xe trước sự bất ngờ của cô gái sống ở thị trấn này. Dường như nó rất thích được vuốt ve, trông rất đáng yêu. Mọi người trong thị trấn này có lẽ từ đây về sau không bao giờ đi săn nai hay ăn thịt nai nữa.